Chào mừng các bạn đến với Học viện Thời trang IDM Paris. Tôi là Đức Hải, một nhà thiết kế. Và hôm nay tôi sẽ gặp các bạn ở một cái chủ đề rất là đặc biệt. Đó là để vẽ diễn họa thời trang hoặc là vẽ minh họa thời trang thì chúng ta cần những dụng cụ gì? Mà cụ thể ở đây đó chính là màu gì, bút như thế nào, giấy như thế nào. Bởi vì khi chúng ta bắt đầu làm bất cứ một cái gì đấy, chúng ta cần phải có những cái dụng cụ phù hợp, tiêu chuẩn thì chúng ta mới có thể thực hiện những cái công việc đó một cách dễ dàng và thuận tiện nhất. Thì ở đây tôi sẽ giới thiệu sơ qua 3 loại màu cơ bản trong vẽ diễn họa thời trang. Đầu tiên, đó chính là màu nước. Ở đây tôi có một hộp màu nước như thế này. Màu nước này là màu nước của nhãn hiệu Leningrad của Nga. Một trong những màu nước có chất lượng màu tương đối tốt mà rất nhiều người dùng. Đây là màu nước. Màu thứ hai là màu chì. Đó, đây là màu chì. Thì cái màu chì này nó có tất cả là 36 màu. Và đặc biệt đây là một loại chì nước chứ không phải chì khô. Tức là sau khi chúng ta vẽ cái chì này lên giấy thì chúng ta có thể dùng cái bút lông. Ở đây các bạn nhìn thấy là người ta có để kèm một cái bút lông này để chúng ta chấm vào nước và chúng ta sẽ quét lên cái chỗ mà màu chúng ta vừa đi trên giấy. Thì cái màu đó nó sẽ được nhòe ra, nhìn tương đối giống màu nước. Thì đây là màu hộp màu chì nước. Cái nhãn hiệu này là nhãn hiệu Marco của Trung Quốc. Thì cái hộp màu nước này nó có giá tương đối là phải chăng, hình như khoảng 400.000. Trong cái bài này thì tôi sẽ chưa nói sâu về cái màu chì nước này. Tiếp theo, một cái màu nữa chúng ta cũng rất hay sử dụng trong vẽ diễn họa thời trang và nó cho ta cái sự thuận tiện và nhanh nhất, đó chính là màu marker. Màu marker là tương đối giống cái màu dạ các bạn ạ. Màu bút dạ mà ngày xưa trẻ con chúng ta hay thường được bố mẹ mua cho vẽ đấy. Nhưng cái màu bút dạ này thì là cái màu bút dạ nó chuyên nghiệp hơn. Ở chỗ nó sẽ giữ được cái màu lâu hơn sau khi chúng ta vẽ. Và đặc biệt là nó sẽ có hai cái đầu. Một cái đầu dẹt vuông như thế này và một cái đầu nó tròn hơn, nhỏ. Thì các bạn nhìn thấy có hai ký tự, một cái ký tự đầu dẹt chéo chéo này, tức là đầu dẹt này, còn nhỏ nhỏ đen đen nhọn này thì sẽ là đầu tròn. Bút marker có rất nhiều các cái tông màu khác nhau, thì ở đây tôi mới mua tạm các cái màu chính này thôi. Bút marker thì nó thường được vẽ kết hợp với bút kim, bút dạ kim hoặc là bút kim nước, là cái bút này các bạn. Các bạn có thể mua cái bút kim này thì nó có nhiều cái kích thước khác nhau. Ở đây là cái bút mà 0.8, có những cái bút mà nhỏ hơn 0.5 hoặc là 0.3 thì có rất nhiều. Thì ở một cái số bài tập sau này tôi sẽ thực hiện bằng cái bút marker này. Bây giờ tôi sẽ nói sâu hơn về màu nước. Thì có thể nói là trong vẽ diễn họa thời trang, màu nước thường được sử dụng khá nhiều. Tôi nghĩ rằng là chiếm đến 60-80% người ta sẽ sử dụng màu nước. Vì sao? Vì màu nước nó có một cái đặc tính rất là đặc biệt. Đó là sự tan trong nước, chất màu rất là mịn, mịn hơn rất nhiều so với màu bột. Và đặc biệt là nó có sự loang tự nhiên thì rất là phù hợp với những cái nếp nhăn của những cái chất liệu vải hoặc chúng ta vẽ da. Đây cũng là một bức tác phẩm tôi vẽ bằng màu nước. Thì các bạn thấy là phần da tôi vẽ loang. Và những chỗ tôi tả như là chất liệu jeans thì cũng rất là dễ dàng. Thì màu nước ở trên thị trường nó có rất nhiều loại các bạn ạ. Có rất nhiều các chủng loại của các hãng khác nhau. Có thương hiệu của như cái này là của Nga và có thương hiệu của Nhật,
có thương hiệu của Anh, của Pháp, vân vân. Thì ở trên thị trường Việt Nam chúng ta có hai loại mà người ta hay dùng nhất. Một loại cao cấp thì đó là loại màu Leningrad của Nga. Đây là một cái màu mà nhà sản xuất đóng ở trong những cái khay con như thế này. Thì khi sử dụng màu này thì chúng ta một là chấm trực tiếp cái bút lông vào cái những cái khay như thế này. Hai là chúng ta dùng một cái bay, chúng ta lấy một chút xíu ra cái bảng pha màu. Thì đó là cách sử dụng. Cái màu này thì theo tôi người ta để này thì dùng nó hơi bất tiện một chút. Nếu mà dùng quen thì cũng không sao. Nó có một cái đặc điểm là màu này rất là trong và cái sắc độ lên tươi sáng, cho nên là nó là một cái màu mà những người vẽ chuyên nghiệp hay sử dụng. Một cái hộp màu này có 24 màu, nó có giá thành khoảng hơn 500.000 đồng. Một cái hộp màu này nếu mà các bạn vẽ bình thường thì cũng phải tầm khoảng gần 1 năm mới dùng hết, cho nên là nó cũng không phải là quá đắt. Tôi muốn nói thêm một cái màu khác nữa, cũng là màu nước, nhưng mà với có cái giá thành rẻ hơn. Đó là màu Benten. Màu này là màu của Nhật Bản. Với hộp 24 màu, giá thành là khoảng 220.000. Một cái giá rất là hợp lý. Đặc biệt là cái màu Benten này, nhà sản xuất họ đóng trong những cái tuýp nhỏ như thế này thì rất là thuận tiện. Thì khi các bạn vẽ, chúng ta chỉ cần bơm ra một chút ở cái bảng pha màu. Nó rất là tiết kiệm và nó sạch sẽ, nó không dễ bị bẩn và khó sử dụng như cái màu Leningrad vừa rồi tôi giới thiệu cho các bạn. Thì đây cũng là một lựa chọn cho những ai mới đang bắt đầu vẽ diễn họa thời trang. Tôi khuyến khích các bạn sử dụng màu này. Chất lượng màu thì cũng ok, không đến nỗi nào. Hai cái màu này thì các bạn đều có thể đến các cái cửa hàng họa phẩm tại các cổng trường đại học mỹ thuật, trường thiết kế, thí dụ như là mỹ thuật công nghiệp hay là trường mỹ thuật ở phố Ít Kiêu, hoặc là cổng trường các trường kiến trúc, trường xây dựng đều có các bạn nhé. Đó là màu nước, tôi review cho các bạn. Một là màu của Nga, Leningrad, và hai là màu Benten của Nhật. Thì hai cái màu này đều dùng rất là ok. Nó có giá thành khác nhau. Thì các bạn tùy vào cái khả năng tài chính của mình thì chúng ta sẽ chọn một trong hai màu này. Và tiếp theo thì tôi sẽ nói đến các dụng cụ khác chúng ta cần có để thực hiện công việc vẽ thời trang. Đây chính là cái palette, hay còn gọi là cái bảng pha màu. Thì các bạn có thể mua cái loại này cũng ở các cái cửa hàng họa phẩm. Cái này tôi đang vẽ dở nên là nó có hơi bẩn một chút. Thì ở trong này nó có các cái ô này rất là tiện. Và một cái bảng pha màu này thì giá thành nó cũng rẻ, chỉ khoảng mấy chục nghìn thôi. Những cái ô này thì các bạn chúng ta sẽ bơm màu, hoặc là chúng ta sẽ lấy màu vào các ô này. Còn những cái ô to này thì chúng ta sẽ dành đến là nơi chúng ta pha màu, làm cho màu có những cái màu sắc khác nhau, hoặc là làm cho màu đậm hoặc nhạt hơn là chúng ta sẽ pha ở đây. Thì một cái bảng như thế này là cần phải có các bạn nhé. Tiếp đến rất quan trọng và không thể thiếu, đó là bút lông. Và bút lông này là bút lông chuyên để vẽ màu nước. Bút lông để vẽ màu nước thì nó có cái hình dáng cũng như cái cấu tạo nó khác các cái bút lông vẽ các loại màu khác. Thứ nhất là loại lông, thường là những loại lông rất là mềm, có thể là lông nhân tạo hoặc lông tự nhiên của các cái con vật, nhưng mà về cơ bản cái sợi lông nó phải rất là mềm. Và người ta thiết kế là cái phần đầu của nó thì nó nhọn, còn phần giữa và phần bám vào cái thân bút này thì nó có dạng bầu để nó có thể chứa nước. Trong lúc mà chúng ta chấm vào nước thì nước sẽ được giữ lại ở trong cái bầu này. Và khi chúng ta vẽ cộng với màu ở phía đầu này thì nước sẽ được đưa ra dần dần, thì nó tạo những cái vết loang rất là đẹp. Và khi chúng ta mua bút thì chúng ta cần phải mua đủ các số, từ số bé nhất, ví dụ là số 0 là số bé nhất, cho đến số 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và thậm chí là những cái bút to hơn 12, 14, 16, vân vân. Thì chúng ta cũng có thể sử dụng những cái bút mà vẽ mực nho, mực tàu, vẽ thư pháp để chúng ta vẽ màu nước được các bạn nhé. Vì tính chất nó tương đối giống nhau.
Mực nho cũng là một loại gần như một loại màu nước, nhưng mà nó chuyên của người Trung Quốc. Thì các bạn lưu ý rằng là khi chúng ta vẽ tùy từng cái chi tiết khác nhau, to nhỏ, các mảng lớn bé, thì chúng ta sẽ sử dụng các cái bước bút nó có kích thước khác nhau. Và chúng tôi khuyến khích bạn nên tập vẽ bút có kích thước lớn, thì chúng ta sẽ được có những cái mảng màu nó sẽ rất là đẹp, nó không bị vụn. Đó là bút. Thì cái bút này các bạn cũng có thể mua ở các cửa hàng họa phẩm, và nên mua những cái loại mà nó tốt một chút, thì chúng ta dùng được lâu dài và nó sẽ tiết kiệm hơn là những cái loại mà giá rẻ. Giá rẻ thì cái lông nó rất hay bị rụng hoặc là nó hay bị sơ. Đó là bút. Tiếp theo đó chính là bút chì. Thì ở đây bút chì các bạn nên mua hai loại, là cả bút chì gỗ. Đây, bút chì gỗ. Đây là một hãng bút chì gỗ của Đức. Từ 2B cho đến 5, 6B, 9B. Đấy là bút chì gỗ, còn đây là một loại bút chì kim. Thì bút chì kim nó có các độ mềm cứng khác nhau. Các bạn mua khoảng 2 cho đến 5B đều được. Và quan trọng là cái kích thước của cái đầu kim. Ở đây là loại 0,5. Chì kim dùng chúng ta sẽ dùng rất là nhiều hơn cả bút chì gỗ. Ở đây tôi sẽ giới thiệu thêm với các bạn một cái bút rất là đặc biệt. Các bạn nhìn thấy không? Đây là cái bút mà nó được thiết kế có phần sẵn, phần chứa phần nước ở trong, thì sẽ không cần phải chấm nước nữa, và chúng ta chỉ cần chấm màu thôi là chúng ta có thể vẽ được. Và những cái bút này thì những cái thương hiệu của Nhật, chất lượng rất là tốt. Thường những cái bút này thì sẽ để sử dụng khi mà chúng ta tả các cái chi tiết nhỏ như là mắt, mũi, miệng. Tiếp đến là tẩy. Thì tẩy đây tôi thường sử dụng hai loại chính. Một là loại tẩy vuông to như này để chúng ta tẩy những cái phần diện tích lớn, tẩy chì. Và cái loại tẩy chì thứ hai là loại tẩy dạng bút có đầu nhỏ như này để chúng ta có thể tẩy những chi tiết bé. Thì các bạn nên mua cả hai loại tẩy như thế này nhé. Tẩy này tôi đã tẩy khá nhiều rồi, hình dạng bị méo mó này. Đó. Tẩy này là tẩy của Hàn Quốc, dùng rất là tốt. Còn cái tẩy này là tẩy như của Nhật, bút này của Nhật, tẩy bút này của Nhật, dùng cũng rất là tốt. Thì những cái này các bạn đều có thể mua ở hàng họa phẩm. Đó là tẩy. Một trong những vật dụng rất quan trọng khác đó chính là cốc đựng nước. Bởi vì chúng ta vẽ màu nước thì các bạn cần phải sắm những cái cốc nước như thế này. Một số các cái màu khác chúng ta cần phải mua thêm. Đó, màu cũng là màu than than, nhưng mà dạng màu bột. Và người ta đã nghiền sẵn ở trong, đóng vào trong hộp như thế này. Thì chúng ta có thể mua để sử dụng. Ở đây tôi chỉ mua hai màu trắng và đen để sử dụng chấm các chi tiết trắng đen khi nào mà cần thôi. Bạn có thể mua thêm, nếu cần mua thêm cái bay. Cái bay này thực ra là tôi vẽ sơn dầu, vẽ màu sơn dầu ấy, thì tôi dùng nhiều. Nhưng mà với màu nước thì tôi có thể sử dụng cái bay này để lấy cái màu Leningrad này ra cái bảng pha màu. Thì các bạn có thể mua một cái bay sắt như thế này. Ngoài ra chúng ta cần một cái thước trong trường hợp cần phải kẻ các đường thẳng. Tiếp đến là một thứ cũng rất là quan trọng, đó chính là giấy để vẽ màu nước. Thì giấy để vẽ màu nước ở trên thị trường cũng có nhiều loại khác nhau. Nhưng mà đây tôi sẽ kể đến 3 loại chính mà tôi hay sử dụng. Đây là giới thiệu các bạn, đây là giấy Roki. Giấy Roki là một cái loại giấy mà có màu trắng và bề mặt của nó thì nhẵn, nó không sần. Cho nên là cái độ hút nước và hút màu của nó cũng không nhiều lắm. Ở đây tôi có một cái bài tập và tôi vẽ bằng giấy Roki. Đây. Thì các bạn thấy là nếu mà biết cách vẽ thì màu cũng rất là trong. Nó cũng có cái đẹp riêng của nó. Loại giấy nữa gọi là giấy Pháp. Thì nó có một cái mức độ sần sùi nhất định. Nhưng mà
không nhiều lắm, vừa phải. Cái giấy này thì có giá là 2.500 đồng. Và đây là cái tác phẩm tôi vẽ bằng cái màu cái giấy Pháp này. Cái giấy thứ ba chính là giấy can sơn. Giấy can sơn là một trong những giấy mà mọi người dùng nhiều nhất để vẽ màu nước. Bởi vì nó có một cái độ nhám nhất định, độ sần của giấy nó lớn hơn cái giấy Pháp và đặc biệt là khả năng hút nước rất là tốt. Ở đây tôi có hai tờ giấy can sơn kích thước khác nhau. Một là tờ giấy A3. A3 là tờ giấy to này. Và hai là tờ giấy A4. Khi chúng ta dùng thì chúng ta thường vẽ là A4 nhiều hơn. Và vì nó cũng là tiết kiệm nữa, giá nó bằng một nửa tờ A3. Còn các bạn muốn vẽ chi tiết lớn hơn thì chúng ta dùng A3. Tờ A3 này có giá là 6.000 đồng. Còn tờ A4 này có giá là 3.000. Các bạn có thể hoàn toàn mua những cái giấy này ở hàng họa phẩm. Đó, đấy là tôi đã giới thiệu xong các loại màu, phần bút và giấy vẽ và một số các cái dụng cụ khác cần để khi vẽ màu nước. Thì sau đây tôi sẽ vẽ mẫu cái kỹ thuật đối với màu nước để các bạn có thể hiểu và thực hành để làm quen với màu nước tốt hơn, để chúng ta sẽ sẵn sàng cho những cái bài tập khó hơn ở những cái số lần sau. Chúng ta sẽ đến cái phần mà vẽ thử cái màu nước này. Và tôi sẽ nói qua cũng như là thể hiện qua một số cái kỹ thuật chính đối với màu nước. Thì về đầu tiên, đó chính là việc sử dụng và cầm cái bút lông. Thì nó có hai cái nguyên tắc chính khi mà cái cách chúng ta cầm bút. Đối với những cái lúc mà chúng ta cần đi những cái mảng lớn thì chúng ta cần nghiêng bút. Nghiêng bút. Đầu tiên, cái hàng đầu tiên này thì là 7 cái màu cơ bản. Thì tôi sẽ vẽ màu đỏ trước. Khi chúng ta muốn vẽ mảng lớn, chúng ta cần đi nghiêng bút như thế này các bạn. Đó. Và khi chúng ta muốn đi mảng nhỏ thì chúng ta dựng cái bút này lên. Nét nhỏ. Thậm chí là rất nhỏ, các bạn có thể vẽ bằng một cái bút lông lớn như này với một cái nét rất nhỏ bằng cách chúng ta dựng cây bút lên. Và một nguyên tắc nữa là nguyên tắc vẽ từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, để tránh trường hợp tay chúng ta sẽ đè lên cái phần màu chúng ta vừa vẽ. Thì chúng ta vẽ từ trên xuống dưới và từ trái qua phải. Khi chúng ta vẽ thì các bạn chú ý cái cảm giác ở đầu bút. Nếu màu chúng ta đi mà thấy là nó bị quá bết, tức là cái lực bút nó bị giữ lại nhiều ấy, nó khó đi, thì như vậy là ít nước quá. Còn như trong trường hợp này thì tôi đang thử vẽ thì là đang hơi bị nhiều nước quá, thì nó sẽ bị đọng như này. Đó, thì chúng ta vẽ cái giữa tỷ lệ giữa màu và nước thì chúng ta cần phải có một cái tỷ lệ hợp lý. Đây là tôi đã vẽ xong thử một cái màu đỏ, đỏ này là màu đỏ cam. Các bạn chú ý là đây thường thì tôi sẽ có hai cái cốc nước như này, để một cốc chúng ta sẽ dùng để chuyên để rửa bút. Thì khi chúng ta vẽ xong một màu thì chúng ta cần rửa cái bút của chúng ta đi thật sạch. Khi chúng ta vẽ sang một cái màu khác thì nó sẽ không bị trong cái màu khác nó biến đổi. Và cái cốc nước này sẽ dành để chấm cái bút mà nó đã sạch rồi. Và một cái vật dụng nữa không thể thiếu đó chính là giấy. Thì các bạn có thể dùng cái loại giấy vệ sinh bình thường, chúng ta lau bút nó sẽ sạch hơn. Tôi sẽ vẽ tiếp màu cam. Khi chúng ta vẽ, các bạn nếu mà cảm thấy khó khăn về cái hướng đi bút thì chúng ta có thể xoay cái tờ giấy của chúng ta đi.
chúng ta đi những cái nét như thế này nó sẽ dễ. Bởi vì là về nguyên tắc thì khi đi nét theo chiều ngang của tay như thế này nó sẽ dễ hơn là chúng ta đi nét theo chiều dọc này các bạn nhé. Chiều ngang bao giờ dễ hơn. Vì vậy chúng ta đi ngang này với những cái nét dọc này thì chúng ta phải xoay cái tờ giấy này. Đó, chứ khi chúng ta để này mà đi dọc thì nó sẽ khó hơn rất là nhiều. Tôi đang thực hiện vẽ 7 cái ô màu cơ bản: đỏ, cam, vàng, xanh, lam, tràm, tím, là 7 màu mà xuất hiện trong cầu vồng chúng ta nhìn thấy. Thực ra thì các cái màu ngay trong một cái tông màu vàng ấy, thì nó cũng đã có rất nhiều màu vàng khác nhau. Hoặc màu đỏ cũng vậy, nó sẽ có những cái tông màu đỏ khác nhau, cái sắc khác nhau. Và ngay cả trong một sắc, cái sắc màu như vậy thì chúng ta cũng có thể vẽ đậm nhạt khác nhau. Thì như vậy là chỉ với 24 cái màu cơ bản này thì các bạn có thể pha ra sẽ có thể thể hiện được hàng trăm màu khác nhau các bạn nhé. Một cái điều nữa rất là khác biệt khi sử dụng màu nước, đó là trong màu nước thì chúng ta sẽ không sử dụng màu trắng để mà pha vào các màu để làm cho nó nhạt đi, mà chúng ta sẽ sử dụng giữa tỷ lệ màu và nước để làm thay đổi cái độ đậm nhạt của cái màu đó. Và chúng ta phải vẽ như vậy thì cái màu nước của chúng ta nó mới trong, chứ còn các bạn mà lạm dụng cái màu trắng vào pha với các cái màu còn lại thì cái màu nó thường nó sẽ có cái sắc nó bị đục. Sau khi tôi vẽ xong 7 màu cơ bản thì tôi sẽ vẽ cái hàng dưới này, cái ô ở hàng dưới này là cái tông màu da. Thì ở đây tông màu da thì tôi sẽ chọn một cái màu da mà tôi hay sử dụng và tôi sẽ vẽ từ đậm qua nhạt. Thì ở đây tôi hay dùng cái màu nâu đỏ này để mà sử dụng là màu da. Có những người thì sẽ thích màu chọn màu nâu sang hơi vàng vàng một chút hoặc là sang đỏ nhiều hơn. Thì cái đấy là tùy của mỗi người. Nhưng mà đây tôi lấy ví dụ thì tôi sẽ dùng cái màu nâu đỏ này. Thì như tôi vừa nói là chúng ta để vẽ từ đậm qua nhạt thì chúng ta không sử dụng pha màu trắng các bạn nhé. Mà chúng ta sử dụng hoàn toàn bằng tỷ lệ giữa màu và nước. Thì ở đây tôi sẽ vẽ ô đầu tiên là vẽ màu rất là đậm. Màu rất là đậm như là chúng ta muốn thể hiện ra một người da màu chẳng hạn. Tất nhiên màu này thì rất ít khi sử dụng vì nó rất là đậm. Để mà nhạt hơn thì chúng ta sẽ không chấm màu nữa mà chúng ta tiếp tục chấm vào phần nước thì màu nó sẽ nhạt đi. Đây là cái kỹ thuật cơ bản nhất đối với màu nước, tức là làm cho màu đi từ đậm sang nhạt. Các bạn cần phải nắm rõ cái kỹ thuật này vì chúng ta sẽ áp dụng vào trong rất nhiều trường hợp, không chỉ là vẽ da người mà áp dụng với tất cả các cái màu khác. Tôi sẽ không pha một chút màu trắng nào vào. Các bạn lưu ý là khi chúng ta vẽ màu nước thì cái lực của cái bút trên mặt giấy phải thật nhẹ nhàng. Rất nhiều bạn không biết vẽ, hoặc chúng ta vẽ lần đầu thì chúng ta ấn bút rất là mạnh là một. Thứ hai là chúng ta đi bút đi lại lại một chỗ rất là nhiều lần, làm cho cái giấy nó bị sờn hoặc là bị gọi là cầy lên thì bị hỏng mặt giấy. Như vị trí này chúng ta thấy là cái màu này tôi thấy là nó vẫn đậm ngang với cái ô này, thì chúng ta có thể dùng cái giấy khi mà đang còn ướt chúng ta thấm thì màu nó sẽ nhạt đi, ngay lập tức nó nhạt đi lúc mà nó còn đang ướt. Thì các bạn thấy là ở đây tôi đã vẽ ví dụ về phương pháp chuyển màu từ đậm qua nhạt mà chỉ sử dụng bằng cách điều chỉnh tỷ lệ nước và màu, và chúng ta hoàn toàn không sử dụng màu trắng pha vào đây. Và tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn một vài các cái kỹ thuật khác nữa đối với màu nước ở những cái phần dưới đây. Đầu tiên là phương pháp vẽ màu trên cái nền giấy ướt. Thì để vẽ phương pháp này
chúng ta cần phải làm ướt giấy trước. Các bạn chú ý là làm sao kiểm soát mức nước ướt ở mức vừa phải, không nhiều hoặc không ít quá. Kỹ thuật là vẽ trên ướt, giấy ướt này thì thường được áp dụng với những cái cảnh vẽ cảnh như bầu trời hoặc những cái phần nền rộng. Tôi sẽ vẽ phía trên này. Phía trên này là một màu. Chúng ta đặt màu nhẹ nhàng vào thì trong màu nó tự nó loang. Có vẻ là tôi đã dùng cho hơi nhiều nước. Phía dưới này tôi sẽ vẽ màu cho màu nâu. Và hai cái màu này khi gặp nhau thì nó sẽ nhòa vào nhau các bạn. Đây là cái kỹ thuật là các bạn có thể nghiêng giấy để cho màu sắc nó hòa tan vào nhau một cách tự nhiên. Thì đây là kỹ thuật vẽ trên giấy ướt. Tiếp đến là kỹ thuật vẽ trên giấy khô. Thì khi vẽ trên giấy khô nó có hai cái kỹ thuật chính là vẽ đều màu và không đều màu. Để vẽ đều màu thì chúng ta cần vẽ tốc độ nhanh và làm sao đảm bảo cho màu không bị hết. Còn để vẽ mà chuyển sang nhạt dần thì chúng ta chỉ cần thêm phần chút một chút phần nước ở phía sau thì nó sẽ nhạt dần. Tiếp đến là một cái phần xử lý rất là thú vị với cồn. Khi mà cho cồn vào thì nó sẽ tạo cái độ đậm nhạt khác nhau. Tiếp đến là phần xử lý đặc biệt với muối. Sau khi tôi vẽ xong phần màu thì tôi sẽ sử dụng giấy thấm để chúng ta chấm vào những cái phần mà màu đang ướt thì nó sẽ tạo nên những mảng họa tiết một cách tự nhiên. Và bây giờ tôi sẽ làm một kỹ thuật tiếp theo, đó là sử dụng chất chặn màu. Chúng ta sẽ vẽ trước khi chúng ta vẽ màu. Sau khi chúng ta vẽ đè lên cả chất chặn màu, chúng ta sẽ đợi màu thật khô. Sau đó chúng ta có thể dùng móng tay loại bỏ những cái phần màu chạm chúng ta vừa vẽ lên. Thì nó sẽ tạo ra một cái không như cái khoảng trắng. Như vậy tôi đã vừa thực hiện xong phần hướng dẫn về chủ đề những dụng cụ phù hợp cho việc vẽ, diễn họa và minh họa thời trang. Như là dùng màu gì, màu nước nào tốt và phù hợp nhất, bút cho màu nước như thế nào, và đặc biệt là phần hướng dẫn sử dụng màu nước cơ bản với những cái kỹ thuật chính và rất là đơn giản. Nếu thấy phần hướng dẫn này hữu ích, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn nút thích và chia sẻ. Để biết được những thông tin về các video bổ ích tiếp theo, hãy nhấn đăng ký kênh ngay các bạn nhé. Chúc các bạn thực hiện các bài tập tốt và thành công. Xin cảm ơn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.